Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, vị đệ tử phản nghịch nguy hiểm nhất của Phật. Thân Vương Bạch Phạn là em trai của Vua Tịnh Phạn, Vương quốc Thích Ca. Ông có hai con trai, trưởng là Đề Bà Đạt Đa và thứ là Ananda, gọi tắt là Anan. Như vậy, Đề Bà Đạt Đa là em con chú của Phật. Thuở còn đi học, Đề Bà Đạt Đa, gọi tắt là Đề Bà, đã học cùng lớp với Thái tử Tất Đạt Đa và đã tỏ ra là một cậu bé thông minh. Các môn học về văn cũng như võ đều xuất sắc hơn tất cả chúng bạn, chỉ chịu đứng dưới mỗi một mình Thái tử mà thôi. Tuy vậy, tính tình hai người rất khác nhau. Trong khi Thái tử Tất Đạt Đa điềm đạm, khiêm cung, thì Vương tử Đề Bà hay tranh giành, tự phụ. Đề Bà rất thân với Thái tử, nhưng cũng thường hay ganh tị với Thái tử. Hồi Đề Bà mới có 8 tuổi, nhỏ hơn Tất Đạt Đa 1 tuổi, đã xảy ra chuyện giành nhau với Thái tử một con ngỗng trời. Sự việc chẳng quan trọng gì, vậy mà đã phải đem ra trước phiên họp của triều đình phán xử. Kết quả là Thái tử thắng cuộc, và Đề Bà rất uất ức vì thua cuộc. Lúc lớn lên, trong một cuộc thi võ nghệ do triều đình tổ chức, Đề Bà chỉ đứng hạng nhì. Còn Thái tử thì đã thắng tất cả các môn thi, bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa đứng hạng nhất và được trao giải thưởng là một con bạch tượng quý báu. Người được cử thay mặt ban tổ chức đem giải thưởng trao cho Thái tử chính là công chúa Yaju Đà La, con vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ, em gái vua Tịnh Phạn ở vương quốc Câu Lỵ. Đề Bà thấy thế thì bực tức lắm, liền tiến tới, đấm cho con bạch tượng một đấm với tất cả sức mạnh của mình, khiến cho con bạch tượng phải ngã quỵ. Ấy thế mà Thái tử cũng chỉ trách nhẹ một câu, em làm vậy không tốt. Trong chuyến về thăm hoàng cung Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên của Đức Phật sau ngày thành đạo, Đề Bà đã theo Phật xuất gia cùng với các vị vương tử, vương tôn khác, trong đó có A Nan. Trong 12 năm đầu của đời sống xuất gia, tuy chưa chứng thánh quả, nhưng Đại Đức Đề Bà đã có một nếp tu tập chuyên cần, nghiêm tịnh, gương mẫu, đến nỗi tôn giả Xá Lợi Phất đã hết lòng ca ngợi trước mọi người, làm cho dân chúng khắp thành Vương Xá đều biết. Thế rồi về sau, vì bị danh lợi trần thế làm cho ám muội, Đại Đức đã hoàn toàn đổi tánh, ác độc, xấu xa, đổi trụy, lại ganh tị với Đức Phật và trở thành một phản đồ nguy hiểm của Đức Phật. Trước hết, vì để cầu lợi dưỡng, Đại Đức đã xin Phật dạy cho luyện thần thông, nhưng Phật không dạy. Đại Đức liền xin học với hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nhưng hai vị này cũng không dạy. Đại Đức lại đến cầu học với tôn giả Thập Lục Ca Riếp và chứng được thần thông, bèn lấy làm tự đắc. Bắt đầu từ đó, Đại Đức nảy ra tham vọng thay thế Phật để lãnh đạo giáo đoàn. Đại Đức chưa công khai chống đối Phật, nhưng đã dùng trí thông minh và tài hùng biện để thu hút người. Bởi vậy, số người theo Đại Đức rất đông đảo, giới xuất gia có khoảng 500 tỷ kheo, gồm phần lớn là những vị trẻ tuổi, công phu tu tập còn non yếu. Giới tại gia thì gồm rất nhiều vị cư sĩ giàu có, trong đó người quan trọng nhất là Thái tử A Xà Thế, con vua Tần Bà Sa La, nước Ma Kiệt Đà. Thái tử đã tin kính và ủng hộ Đại Đức rất nhiệt thành, giống như nhà vua Tần Bà Sa La tin kính và ủng hộ Đức Phật. Thái tử đã xây cất cho Đại Đức một ngôi tu viện to lớn, nguy nga trên núi Già Gia, tức núi Tượng Đầu. Cứ 3-4 ngày một lần, Thái tử lại cho chở các vật phẩm cần thiết đến thẳng tu viện để cúng dường Đại Đức. Bởi vậy, uy tín của Đại Đức càng lúc càng cao và tính kiêu mạn của Đại Đức cũng ngày càng tăng trưởng. Đại Đức thường nói với mọi người là bây giờ Phật đã lớn tuổi, không còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn. Và lại, cách thức tu tập của Phật đã lỗi thời rồi, không còn phù hợp với thời đại mới. Một hôm, vào năm Phật 72 tuổi, Phật nói Pháp tại tu viện Trúc Lâm, gần thành Vương Xá. Buổi Pháp thoại đã có rất đông đảo người dự thính, kể cả vua Tần Bà Sa La. Khi Pháp thoại vừa chấm dứt, Đề Bà Đạt Đa liền đứng lên, tiến tới trước Phật, đảnh lễ một cách cung kính, rồi bạch: Bạch Thế Tôn, năm nay Thế Tôn tuổi đã cao, sức khỏe đã kém, xin Thế Tôn hãy lui về Tịnh Xá nghỉ ngơi để đỡ bớt mệt nhọc. Con sẽ xin thay Thế Tôn lãnh đạo giáo đoàn. Khi Đại Đức thưa với Phật những lời ấy thì ở dưới thính chúng cũng có hơn 300 vị tỷ kheo đồng đứng lên, chắp tay tỏ ý ủng hộ Đại Đức. Đức Phật nhìn thẳng vào mắt Đại Đức và trả lời: Xin cảm ơn Thầy đã lo lắng cho Như Lai. Như Lai vẫn còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn. Và lại, trong số các đệ tử lớn của Như Lai, vẫn còn có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn Thầy nhiều, mà Như Lai cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn, huống hồ là Thầy chưa đủ tư cách đâu.
Nghe thế, Đại Đức rất lấy làm xấu hổ và căm giận Đức Phật vô cùng, liền bỏ đi xuống, không nói thêm gì nữa. Sau đó Phật đã bảo cho tôn giả A Nan biết, sở dĩ ngài phải nặng lời với Đề Bà là muốn cho nhà vua cùng mọi người hiểu rằng Đề Bà không phải là nhân vật quan trọng trong giáo đoàn. Những hành vi của Đề Bà sẽ do Đại Đức ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới giáo đoàn. Trong một buổi pháp thoại sau đó, cũng tại tu viện Trúc Lâm, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã trình lên Phật pháp chế 5 điểm, gọi là thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và chi túc để chấn chỉnh nếp sống tăng đoàn. 1. Tỳ kheo suốt đời ở trong rừng hoặc vườn cây, không được cư trú trong các thôn xóm hay thành phố. 2. Tỳ kheo suốt đời chỉ ngủ ở gốc cây, không được ngủ trong các phòng ốc. 3. Tỳ kheo suốt đời khất thực và chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không được tới nhà thí chủ thọ cúng dường. 4. Tỳ kheo chỉ mặc y trầm vá bằng những miếng rẻ rách hay vải vụn lượm ở các đống rác hay các bãi tha ma, không được nhận y do thí chủ cúng dường. 5. Tỳ kheo tuyệt đối ăn chay, không được đụng tới thịt cá. Đức Phật đã bác bỏ hoàn toàn 5 điểm ấy. Ngài tuyên bố rằng, đối với 5 điều do Đề Bà đề nghị kia, các đệ tử của Ngài, ai muốn áp dụng hay không cũng được. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp trung đạo, không bắt buộc phải theo một hình thức cực đoan nào cả. Đề Bà cũng biết trước là Đức Phật không khi nào chấp nhận 5 điều ấy. Nhưng Đại Đức đã cố tình đưa ra thỉnh nguyện là để cho Đức Phật từ chối, để có cớ mà thực hiện âm mưu của mình. Mở mưu của Đại Đức lớn lắm, có liên quan đến cả lĩnh vực chính trị lẫn tình hình giáo đoàn. Về lĩnh vực chính trị, Đại Đức đã xúi dục Thái tử A Xà Thế giết vua cha Tần Bà Sa La để sớm lên ngôi vua. Làm như thế là vừa có lợi cho A Xà Thế, mà cũng vừa có lợi cho Đại Đức. Về phía giáo đoàn thì Đại Đức đang âm mưu chia rẽ tăng chúng trước. Sau đó, chờ khi Thái tử A Xà Thế giết vua cha xong, lên ngôi vững vàng, Đại Đức sẽ nhờ vào thế lực của vua A Xà Thế mà đoạt lấy địa vị lãnh đạo toàn thể giáo đoàn. Bởi vậy, lấy cớ Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu của mình, Đại Đức đã nói xấu Đức Phật để lung lay số tỳ kheo kém hiểu biết và kéo họ về phe mình. Đại Đức kêu gọi: "Này quý thầy, 5 điểm yêu cầu của tôi và những lời của Đức Thế Tôn, cái nào cao thượng hơn? Ai muốn thoát mọi khổ não và sớm chứng niết bàn, xin hãy theo tôi." Lúc ấy một số tỳ kheo mới xuất gia, giáo pháp còn kém cỏi, nghe những đề nghị của Đại Đức thì cho là hợp lý, nên đi theo ngay. Đại Đức dẫn tất cả những người theo mình về tu viện riêng ở núi Già Già. Tại đây, Đại Đức đã thành lập một giáo đoàn độc lập, tự gọi mình là giáo chủ, sinh hoạt riêng biệt, cắt đứt mọi quan hệ với giáo đoàn của Phật. Với sự cố vấn của Đại Đức, Thái tử A Xà Thế đã xoán ngôi vua, rồi bắt vua cha giam vào ngục và bỏ đói cho đến chết. Về phần Đại Đức, theo như kế hoạch mà hai người đã đồng ý, Đại Đức sẽ sát hại Đức Phật khi thuận tiện. Một đêm nọ trên núi Linh Thiếu, đang ngồi thiền ở ngoài trời trước cửa tịnh thất, Đức Phật thấy có một người đang lấp ló trong bụi cây trước mặt với một thanh gươm sáng loáng. Ngài lên tiếng gọi người ấy đến, hỏi ra mới biết anh ta là một quân nhân, được lệnh chủ tướng lên đây giết ngài. Nhưng khi thấy ngài thì lại không dám hành động. Ngài liền an ủi và hóa độ cho. Trong khi đó thì hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thừa ý chỉ của Phật, cùng đi sang núi Già Già. Hai vị ở với Đại Đức Đề Bà và giáo đoàn mới, nhưng mục đích là để giảng nói giáo pháp, giúp cho các vị tỳ kheo đã vì non yếu mà lầm đường lạc lối. Một tháng sau, hai vị tôn giả đã về lại tu viện Trúc Lâm, dẫn theo ngót 400 vị tỳ kheo đã hồi tâm chuyển ý, nguyện quay về với Đức Phật. Sau đó mấy ngày, một số quý vị khác từ núi Già Ra cũng lục tục kéo về tu viện Trúc Lâm, vì tất cả đều nhận rõ chỉ có Phật mới là bậc đạo sư chính đáng nhất mà thôi. Sự việc này xảy ra đã làm cho Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tức giận điên người, cho nên lại giáp tâm trả thù. Một buổi chiều, lúc Phật đang đứng bên sườn núi Linh Thứu, nơi có nhiều mô đá nhấp nhô, Đại Đức Đề Bà đã trèo lên trên đỉnh cao, xô một tảng đá thật lớn cho lăn xuống ngay chỗ ngài đang đứng. May thay, khi lăn xuống gần tới chỗ Đức Phật thì tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác. Tảng đá đứng lại, nhưng sức va chạm mạnh tới các mô đá khác làm cho nó bể một phần, văng ra vài mảnh nhỏ. Và một mảnh đá văng trúng vào chân trái của Phật, làm ngài bị thương, máu chảy nhiều, phải nhờ y sĩ Kỳ Bà chữa trị. Rồi một buổi sáng nọ lúc này, vua Tần Bà Sa La đã băng khi Phật và chư Tăng đang đi khất thực trong thành Vương Xá,
khi một con voi to lớn từ trong chuồng voi của hoàng cung điên cuồng chạy về phía Đức Phật. Con voi này có tiếng là hung dữ nhất nước, ai ai cũng biết, được hoàng cung nuôi và canh giữ cẩn thận. Nó mà xổng ra khỏi chuồng thì nhất định sẽ có hàng trăm người chết vì nó. Nhưng sao tự nhiên hôm nay nó lại xổng ra một cách quá nguy hiểm như thế? Khi thấy nó, từ tôn giả A Nan, các vị tỳ kheo cho đến dân chúng hai bên đường phố đều hoảng sợ, nhưng Đức Phật đã đứng lại một cách rất trầm tĩnh. Khi con voi chạy tới còn cách Phật 10 bước thì bị Phật chế ngự. Nó bỗng đứng khựng lại, rồi quỳ mọp xuống trước Đức Phật, vòi tai, đuôi đều cụp lại hết. Ngài tiến đến sò đầu nó và bảo nó đứng lên. Rồi Ngài đích thân dắt nó đem trả về lại cho chuồng voi hoàng cung. Sau sự việc này, Đại Đức Đề Bà mất hết uy tín. Dư luận quần chúng đã phân biệt rõ đâu là chính, đâu là tà. Họ công khai chống đối Đại Đức. Số tỳ kheo sau cùng trong giáo đoàn của Đại Đức, trừ 6 vị còn ở lại với Đại Đức, tất cả những vị khác cũng bỏ tu viện giả ra để quay về Trúc Lâm. Vua A Xà Thế, sau cái chết đau thương của vua cha do mình chủ tâm sát hại, cũng bắt đầu hối hận và quy y theo Phật. Vì nhận rõ đâu là con đường chính và đâu là con đường tà, nhà vua đã bỏ rơi, không tiếp tục ủng hộ Đại Đức Đề Bà nữa. Đại Đức đã hoàn toàn bị cô lập. Sau đó Đại Đức đã lâm trọng bệnh liên tiếp nhiều năm, chỉ ở yên một chỗ, không đi đâu được. Những người từng nhiệt thành ủng hộ Đại Đức trước kia, không một ai đến thăm Đại Đức. Vào năm Phật 79 tuổi, sau mùa an cư tại tu viện Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, Ngài về trở lại núi Linh Thứ ở thành Vương Xá. Một buổi chiều nọ, có hai vị tỳ kheo khiêng Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lên núi Linh Thứ. Theo lời hai vị này thì trong thời gian bị bệnh mấy năm qua, Đại Đức đã có nhiều thời giờ chiêm nghiệm về những được thua, thành bại và suy xét lại những hành động của mình trong những năm trước đây. Đại Đức đã thành khẩn ăn năn và muốn được yết kiến Phật trước khi lìa đời. Lúc đó Đại Đức đã yếu lắm rồi, thấy Phật đứng trước mặt mà không ngồi dậy được, chỉ biết nhìn Phật chăm chú với cặp mắt khẩn cầu tha thứ. Cuối cùng, cố gắng lắm Đại Đức mới bật nói được vỏn vẹn một câu: đệ tử quy y Phật. Phật để tay lên trán Đại Đức để an ủi và chấp nhận sự sám hối của Đại Đức. Chiều hôm đó Đại Đức qua đời.